Mùa hè nóng nực giờ đã không còn là kẻ thù của bạn nữa khi có chiếc quạt mini fan N7 thong dong cùng bạn đi khắp nơi. Chiếc quạt chạy pin sạc sẵn, vừa nhỏ gọn, dễ cho vào túi xách, vừa mát với 3 cấp độ khác nhau sẽ xua tan mọi nỗi lo đổ mồ hôi cơ thể. Chiếc quạt với pin lithium tích hợp trong thân quạt cho thời gian sử dụng khoảng 3 đến 5 tiếng tùy chế độ gió. Có 3 mức gió cho bạn sử dụng. Kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay, vì vậy dễ dàng bỏ túi xách mang theo mỗi khi cần thiết. Phần thân quạt có đế hít chân không giúp bạn có thể gài quạt lên những phần bề mặt nhãn, ví dụ như bề mặt điện thoại. Để thay vì cầm tay, chúng ta có thể gài quạt lên những thiết bị nêu trên. Có 3 màu sắc xinh xắn để bạn có thể lựa chọn. Hãy nói rõ yêu cầu cho chúng tôi khi bạn đặt hàng. Hồng, xanh dương, xanh lá cây. Dung lượng pin 800 mAh. Thời gian sạc 1,2 tiếng. Thời gian sử dụng 3 đến 5 tiếng. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.